Vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hải và Thắng. Chúc mọi người một buổi sáng thật là vui vẻ. Và hiện tại thì chúng ta đang có mặt tại chợ Cốc Ly, một trong những chợ châu lớn nhất nhì của khu vực phía Bắc. Và hiện tại thì bây giờ là khoảng tầm gần 11 giờ rồi các bạn ơi. Nên chợ cũng khá là ít người và tan chợ rồi. Gọi là tan chợ rồi nhưng mà vẫn còn có một số con trâu ở đây. Thì mình sẽ review cho các bạn xem. Và trên kia là chợ chính kìa các bạn ơi. Chợ quần áo, ăn uống, bán các loại thảo dược cũng như là nông sản của người dân. Khu vực dưới này là khu vực chợ trâu. Và bây giờ thì là trâu thì cũng đã hết rồi. Nhưng mà mình sẽ đi review cho các bạn xem một kia. Chúng ta sẽ review ngẫu nhiên con kia nhé các bạn nhé, con kia. Để xem nó đẹp đến chỗ nào và giá khoảng bao nhiêu. Và không nói thôi dài dòng nữa, chúng ta cùng đi thôi. Đấy, hôm nay không mang cái chống rung đi nữa. Thì nó hơi bị rung các bạn thông cảm nhé. Đây con trâu đây anh em ạ. Con trâu này đúng không? Đây con trâu này. 17,2 đấy là con trâu này ba. Châu của ông à ông ơi à. Châu chú à? Làm gì? Cháu quay cho hỏi giá xem thôi. Con này con này của cô 17 à? triệu. Con nghe 17 triệu. Thế con bên cạnh bà? Con bên kẻ bên kia là 25 triệu. Con này 17 triệu á? Con nào? Cứ quay đi, đây là quay thôi mà. Cháu đang giới thiệu đến kênh YouTube. Giới thiệu đúng không phải linh kinh đâu, đấy là chuẩn giá của nó. Tăng nghiệp gọi là tăng nghiệp để giới thiệu đến mọi người ở chợ Cốc Ly. Đúng rồi. Giá trâu hiện tại bây giờ là như thế nào? Nó xuống giá. Giá trâu là xuống bây giờ là số giá ở con này như trước thì 20 triệu. Còn xuống giá theo lợn luôn. Bây giờ là 17 triệu. Ngày trước là giá nó cao ngất ngưởng là khoảng 20 triệu. Vâng. Hơn 20 triệu. Trước thì tàu về thì con này là tầm 20 triệu. Thì bây giờ bán khoảng 17 triệu thôi. Bây giờ là chính xác của nó là 17 triệu. Vâng. Thế trâu bà nhà nuôi hay là ấy? Nhà nuôi thôi. Nhà nuôi. Con này là nuôi được 5 dưới. 5 à? Một tuổi người ta còn làm 1 năm à? Hơn một tuổi. 15 rưỡi rồi là 1 tuổi rưỡi. 1 tuổi rưỡi. Thế 1 năm là 1 tuổi rưỡi. Cứ 1 năm là 1 tuổi. 1 năm rưỡi là 1 tuổi rưỡi. Đấy như con kia thì già một tí. Con đang già. Con này giá cho tụt xuống như lợn luôn. Trầm trọng đúng không? Con đây chính xác là bao nhiêu vậy? 25. Con này khoảng 17. Bởi vì là mùa dịch này thì các lơi nó không qua được ạ. Nên buôn bán nó hơi chậm. Trâu tụt giá. Nhưng mà con này cũng đẹp nhỉ bà nhỉ? Con này con trâu cái tuổi rưỡi. Đấy, chân cao. Đấy. Con này khá là đẹp. Đẹp nhưng mà không có giá. Còn con kia thì trông hơi xấu một tí. Con kia thì lông nó nhìn bề ngoài thì không được đẹp. Nhưng mà con trâu nhỏ này đẹp này. Đấy, con này bà vào là 17 triệu. Con kia thì hơi xấu mát tí nhỉ. Xấu. Con này xấu. Chân nhẹ. Trâu này chỉ tính trâu thịt thôi. Nhưng mà chân sau nó xấu nhỉ. Chân nó đứng nó cứ vệ. Trâu thịt rồi thế. Ấy, nói chung là trở về nhiều. Con này chỉ mang về thịt thôi. Trọi thì không có tư cách à. Mà nuôi thì nó xấu, chắc là chỉ thịt thôi. Mồm bé các bạn. Đấy, con này thì hơi xấu tí nhá, bề ngoài thì hơi xấu. Đấy. Con này đẹp. Đấy. Con này khá là đẹp các bạn. Con trâu cái đẹp, dáng đẹp. Nhưng mà con này thì hơi xấu nhá. Thì là đấy mình quay bề ngoài cho các bạn biết là cũng biết là xấu rồi.
xấu là bà xấu và đẹp thì bà đẹp đúng không các bạn? Đấy, thì trong hai con này hai mấy củ thì là con này mười mấy củ, con này bà bán 17 củ các bạn ạ. Nói chung là cũng đẹp. Đây của bà Tất à bà? Vâng. Ờ nhiều thế. Đó là chủ trâu khác. Ồ con này cộc đuôi. Con này bị cộc đuôi các bạn ơi. Con này bị chán gì? Đây. Ôi sao con B kia mua được không? Con này gọi là bị cụt đuôi. Trông nó dẫy rất buồn này. 15 tiền. 15. Bớt đi 3 triệu. Bớt đi 1 triệu. Con này gầy, cộc đuôi. Xương nó nhô này con này. Không đánh nhưng mà con này không dám vào á. Thế cái con này ai mua cơ sở? Cho sao này. Đây là mua rồi. Nó bảo mua 2 triệu đấy. Vâng, đây là một bà chủ các bạn. Con này á? 15 triệu ấy. Bớt đi 1 triệu ấy, 14 triệu ơi. 14 triệu con này. Đấy. Trông nhỏ 14 triệu. Nói chung là con này về nuôi cũng được, ngon. Chục cái các bạn ơi. Và theo như tình hình biết này các bạn, bà chủ buôn rất là nhiều trâu. Có thể nói là một đại gia các bạn. Một đại gia lữ buôn trâu. Nó không bán rồi, chú nó đi trước rồi, nó chốt. Nhưng mà sao không bà? Mà cách đi sao không ạ? Không, 6 cây thôi. 6 cây à, đến ngay đây. Nhưng ra đấy có để được đâu. Ra đây được cần gì đâu. Không. Bán đi. Để cho anh con này được. Không phải cho ngắn ngắn teo teo đâu, cho nó dài, nó chở con nó mày một tí rồi mà đói rồi mà. Bà đi chợ trâu được bao nhiêu năm rồi bà? Đi được 27 năm rồi. 27 năm, úi rồi, thế thì từ thời thanh niên rồi. 30 năm nhưng mà lúc đấy chưa giỏi mấy. Bây giờ thành lão làng rồi. Con này thì đúng bao nhiêu? Ba con này á, em bảo là 41 triệu mà. Thôi anh không mua đâu, hàng em thì chị em mua được chứ. Thế là bà có không tiếng. Không nói phết đâu, chồng già 28 năm. Cặp mẹ con này không bán cho nó. Thì con này 13 triệu, có nhiều người già rồi con bé này. Nếu bán cả lô chả được à? Đây, đuôi đây 285 thì chuồng chả lấy đi rồi. Thì mình không bán, mình đúng 29 mới bán. Thế con kia đây, để cho anh con đấy. Thì con này thì 13 triệu, nhiều người già. Bà tàn nhiều, có mấy con nghe con đẹp hết đấy. Này đẹp. Nó dài trâu mà nó no một tí, nó nhìn nó đẹp to hơn. Thế 13 bán không? Không bán đâu, 13 giả em. Con đấy không cần buồn sừng đâu. Bây giờ chắc phải rơi rồi. Hai con bé bao nhiêu? Dưới 40 cộng. Nhé. Ba bà con đấy đi. Hả? Hai con bé bao nhiêu? Ba chị. Hai con bé á? Không bán lẻ nữa đâu. Ba con đấy thì dưới 40 bán không? Không bán. Bà 40 già nhiều. Nó không bán. Con lâu lắm không bán. Con cái này bao nhiêu? Cá nhé, 15 triệu. Đây, đâu đi. Nhanh nhé. 12 năm bán không? Không bán. Đây, ông này giảm 13. 13, mình bảo nó xuống đây cho đi đóng ra cho, mình bảo nó nhắc đi. Người cháu ơi, từ từ để xem điện được cho nó rồi, xem hỏi cho nó con được cái bao tiền. Ủa, thế trừ ra.
Tao một chén nước thì ở một tí nữa. Từ từ để cho mọi người làm giá, biết đâu này bán được. Người nhà có con trâu ra múc múc ra bỏ này bao tiền đó, với lại một con mẹ đang để thôi. Bỏ bao tiền? Đâu? Hai con bằng con này. Nhưng mà nhờ đâu? Nhà em ở trên Cốc Cài ạ, xã Nam Mòn. Nhưng bà dân tộc Tày à bà? Dạ, bà dân tộc Lùng ạ. Lùng à? Cô tên là gì? Cô tên là Lù Thị Thảo. Lùng Thị Thảo á? Lù Thị Thảo, Lù, họ Lù. Lùng à? Lù, Lù. Lù à? Lù Thị. Lù Thị Thảo. Thảo, Lù Thị Thảo đúng không? Một người buôn trâu rất là lâu năm rồi. Vâng, lâu năm lắm rồi. Ở đây là kiệu buôn trâu. Vâng đấy. Ông không biết, chồng không biết làm thì mình phải đi kiếm mồm ăn chứ. Con cái đúng bao nhiêu bán? Con cái bốc bốc lâu ấy. 45. Bao nhiêu thì bán? Vào rồi. Cho nó đi một lô lấy bao nhiêu? Nhiệt ok. Cái đấy đâu phải cùng đàn đâu. Bán không? 42 triệu 100%. Nhìn thì nó cho không cho ăn đấy nó. Ủa con nghe cho rồi. Đói. Đấy là đúng 10 cháu chẳng câu nhá. Xem bán được nhá. 13 năm. Đây. Được thì bắt tay. Thôi con lấy chiếc bán đi. Tính hai ai thì thêm được mấy trăm được không? Cháu nó dài dài như thế, nó đói quá, nó ăn no về kể cả nó. Thế đúng bao nhiêu của bạn? 23 đây, 45 ấy. 23 nhá. À, ba cả lô này, 38 triệu. Chọn 40 nhà, nói thật thà từ lúc về mà. Nhưng mà xe này xe của bà chứ nhỉ? Xe của bà, nhà ấy xe bà cũ hơn xe này rồi. Nhưng mà hôm nay là con nó đi đạp lúa không nào? Vâng, thế là cháu đoán ngay. Bởi vì là mình buôn trâu là phải có xe cộ đi. Đúng rồi. Chứ mà đi thuê là đốt tiền. Nhà bà còn làm dạp đám cưới nữa. À. Hôm qua đi rừng dạp bắn đám cưới. Vâng. Mà hôm nay qua nó đi vắng thì đi nhờ thôi. Vâng, vâng. Xe khác cũng được mà. Vâng, bởi vì là cháu đoán là buôn trâu lâu năm là mình hiểu có phương tiện rồi. Vâng, có ba là dài được 11 con trâu mà. À chà. Thế là chở xe to ấy nhỉ? Thế là xe to ấy. Bán này, bán thôi. Nói bằng được. 235 à? Thế bán cho mình ba con này. Ừ, bán cho mình chả biết giá đâu. Đấy. Vâng, như các bạn đã biết đấy, cô ấy vừa chia sẻ đấy, cô ấy là một người dân tộc, người đồng bào, nhưng mà buôn trâu cũng khá là lâu năm rồi và có nhiều kinh nghiệm. Nhá. À lấy dắt ra cả đi, dắt ra cả đi. Rồi ok, cảm ơn mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã xem video trên kênh Hải và Thắng. Những video clip mình chia sẻ người thực việc thực, nói chung là đi quay cảnh chợ trâu. Đấy. Rất là người thực việc thực luôn. Đấy. Qua cô chia sẻ, đấy, gọi là cô cho trẻ. Đấy, chia sẻ là cô cũng có dày dặn kinh nghiệm và kinh tế cũng khá là ổn định trong ngành nghề buôn trâu. Và buôn trâu từ rất là lâu năm rồi. Kinh nghiệm đầy mình, còn hơn cả đàn ông các bạn. Đấy cô kia kìa, đấy người Lùng. Đấy các bạn thấy video hay thì hãy đăng ký ủng hộ mình một like và một chia sẻ nhé. Đặc biệt là theo dõi video thường xuyên hơn. Đấy. Mình sẽ úp về chợ trâu nhiều hơn để cho các bạn nắm rõ tình hình hiện tại bây giờ cũng như là sau này. Và không còn gì chia sẻ nữa thì là mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và các bạn đặc biệt là các bạn hãy like và ủng hộ cho cô một like và một đăng ký kênh nhé. Vì một người phụ nữ và giỏi việc của nói chung là thường thường là việc này là việc của đàn ông đúng không? Đàn ông gọi là kiếm cơm sinh nhai cho gia đình. Đấy.
Ngoài việc buôn trâu ra thì là cô có chia sẻ là cô còn làm dạp cả đám cưới nữa. Và cô có cả xe chở trâu nữa. Và xe rất là to, chở đến 11, 12 con trâu to. Thì các bạn biết 11, 12 con trâu này các bạn biết là to đến cỡ nào. Thì chứng tỏ xe của cô cũng khá là to. Đấy, nhưng mà gia đình hôm nay là con của cô thì có việc không lái xe được nên cô phải nhờ xe này. Nhưng mà theo qua chia sẻ thì là mình thấy là cô một người khá là nhanh nhẹn và tháo vát trong cuộc sống. Mình rất là nể phục các bạn, một người lùng mà làm ăn kinh tế rất là giỏi. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé. Cảm ơn anh em. Bye bye.